Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nếp Chan và mình là Nếp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thực hiện một video trải bài chung, và nội dung trải bài chung ngày hôm nay đó là họ và bạn liệu có còn gặp lại nhau hay không. Thì nhân vật họ đây có thể là bất kỳ ai. Đó có thể là một người bạn, một người anh chị em trong gia đình, một thành viên gia đình, hoặc là thậm chí là người yêu các bạn. Có thể vì một lý do nào đó mà hai bạn không còn tương tác, không còn liên lạc, hoặc có khoảng cách địa lý chẳng hạn. Và các bạn tò mò liệu bạn họ có còn một cái cơ hội nào đó để chúng ta gặp lại nhau hay không. Và cái trải bài này nó được bắt nguồn từ cái tò mò của chính bản thân mình về một cái mối quan hệ của mình thôi. Nhưng mà mình thấy nó cũng vui vui, cho nên mình cũng làm cho tất cả các bạn. Lưu ý với các bạn bởi vì đây là trải bài chung, cho nên nó có thể không chính xác hoàn toàn với các bạn. Các bạn hãy lựa chọn những cái thông tin có liên quan đến mình. Nếu các bạn thấy một chi tiết nào đó không phù hợp thì đó có thể là câu chuyện của người khác, và đừng đưa ra quyết định quan trọng nào dựa trên các trải bài chung. Ok, và ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn 4 tụ bài. Thứ tự sẽ là tụ thứ nhất, viên đá màu trắng. Tụ thứ hai là một viên đá màu tím. Tụ thứ ba là một viên đá màu hồng. Tụ thứ tư là một viên đá màu xanh. Và một lần nữa thứ tự là 1, 2, 3, 4. Các bạn hãy chọn một tụ bài mà mình cảm thấy có kết nối, hoặc là mình cảm thấy thích cái viên đá ở đó. Và có một điều nữa là dạo này cái mic của mình nó đang hơi có vấn đề, và mình cũng chưa có tìm ra được cái nguyên nhân chính xác. Cho nên nếu mà âm thanh nó có một số cái chỗ bị nhiễu, hoặc là nó có một số cái tiếng động rè thì mình mong các bạn thông cảm ha. Ok, thứ tự một lần nữa là 1, 2, 3, 4. Câu hỏi đó là liệu bạn và họ có còn gặp lại nhau hay không? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn ở tụ bài thứ nhất nha. Mình sẽ cố gắng là không chỉ trả lời câu hỏi yes no, mà mình còn, ví dụ như mình còn nhìn thấy cái gì đó nữa, thông tin gì đó thêm thì mình sẽ cố gắng đưa ra. Chào các bạn, ở tụ bài thứ nhất các bạn đã lựa chọn viên đá màu trắng này. Và mình sẽ để viên đá đây. Với câu hỏi lần này đó là bạn và họ có còn gặp nhau hay không? Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện các bạn nha. Cái mối quan hệ của bạn với cái nhân vật này á, thì ở đây mình thấy là có khả năng là các bạn sẽ ít nhất là trong thời gian sắp tới. Thì thường một trải bài tarot thì nó có khoảng thời gian là tầm từ 3 đến 6 tháng. Có đôi khi mình thấy lâu nhất là tầm 1 năm. Thì trong cái khoảng thời gian đó mình cảm thấy hai bạn sẽ không có kết nối với nhau. Lý do là ở đây á, thứ nhất á, là khi cái cách mà hai bạn nhìn về cái mối quan hệ này á, nó có một cái gì đó mình cảm thấy nó không có được tương đồng. Có nghĩa là cái mối quan hệ, các bạn có thể đã có một cái mối quan hệ nó tương đối tốt đẹp, nó nhiều cảm xúc, nó nhiều cái tình cảm và nó nhiều cái kỳ vọng ở trong đó. Mình cảm thấy hai bạn có một khoảng thời gian rất là hạnh phúc bên nhau. Và mặc dù ở đây mình có cảm giác là cái khoảng thời gian này nó không có được dài lắm, nó chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi. Có thể nó không tính bằng năm, có thể là vài tháng, đại khái là dạng như vậy. Nhưng mà nó để lại cho các bạn nhiều cái bài học, nhiều cái ký ức và nhiều cái sự nhìn nhận về bên trong chính bản thân mình cũng như là về đối tượng đó. Nhưng mà cái mối quan hệ này á, nó đến một cái mức á, mà mình không rõ lắm cái điều gì nó đã xảy ra với cái mối quan hệ này. Nhưng mà cái cảm xúc mà lúc mà nhìn lại á, thì không hẳn là các bạn không còn thương người kia nữa, hay là các bạn không còn có tình cảm với người kia nữa. Nhưng mà hai cái con đường đó bây giờ mình cảm thấy nó đã đang tách ra. Cái người đó thì mình thấy là người đó họ đang có một cái cuộc sống khá là tốt. Cái cuộc sống của họ khá là ổn, có thể là về công việc hoặc là về tài chính của họ là tốt. Mặc dù khi mà nghĩ về cái mối quan hệ này á, mình thấy là họ vẫn còn buồn, họ vẫn còn có những cái cảm giác như là tiếc nuối. Nhưng mà gọi là có mà quay lại hẳn với cái mối quan hệ này hay không á, thì có thể câu trả lời hiện tại bây giờ là không. Còn cá nhân các bạn á, thì mình thấy cái mối quan hệ này nó gây ra cho các bạn nhiều cái tổn thương, hoặc có thể là nó khơi lên những cái tổn thương ở bên trong các bạn. Cho nên nó mang đến các bạn những cái có thể là áp lực nè, hoặc là cảm thấy khó chịu, cảm giác mệt mỏi. Nhưng mà các bạn lại là cái kiểu giống như là các bạn lại tiếc, có nghĩa các bạn thấy được là mình bước vào trong cái mối quan hệ này nó không có tốt, nó không có hoàn toàn là nó lành mạnh cho mình. Nhưng mà nếu mà dời đi cái mối quan hệ này á, thì mình lại cảm thấy là không muốn, không cần. Tuy nhiên cái lúc này thì mình nghĩ là các bạn cũng đã ý thức được là mối quan hệ này có níu kéo thì nó cũng không có cái kết quả gì, hoặc là bạn không có còn cái phương tiện, ví dụ mình không có còn gặp nhau nữa để mà bạn níu kéo cái nhân vật này. Cho nên mình thấy cái xu hướng chung của cái mối quan hệ này nó có thể là hai bạn đều đang tập trung cho cái công việc hoặc là cái sự phát triển cá nhân của các bạn. Mặc dù có thể là các bạn còn thương nhau, hoặc là các bạn không có hoàn toàn là căm ghét đối phương, không có hoàn toàn là có những cái việc mà không thể tha thứ được. Nhưng mà bây giờ các bạn lại hướng cái sự trọng tâm vào bên trong các bạn. Và cái việc hướng trọng tâm vào bên trong các bạn, mình cảm thấy đó là một cái điều khá là phù hợp với cái gọi là cái gì ha, gọi là giống cái mong muốn của vũ trụ đi, đại khái là cái dòng chảy của cuộc sống nó khá là phù hợp với cái điều đó. Và khi mà các bạn ở bên nhau, có thể lúc mà các bạn ở bên nhau các bạn có nhiều cái dấu hiệu cho thấy cái việc là các bạn không có hợp, hoặc là các bạn có một cái vấn đề đó mình còn giải quyết nhưng mà các bạn chưa có giải quyết được, các bạn chưa có ổn với cái việc đó. Cho nên cái việc hai bạn tách ra đây là cần thiết. Và mình thấy rằng á, các bạn vẫn còn thêm thời gian tách nhau ra, vẫn còn thêm những cái sự phát triển cá nhân trước khi các bạn có một cái cơ hội đó để chúng ta quay trở lại với nhau. Cũng không loại trừ những cái trường hợp khả năng thì cái mối quan hệ này có thể nó nằm ở cái mối quan hệ là nó tương đối lạ, có nghĩa là nó, ví dụ các bạn có nhiều khoảng cách về tuổi, hoặc là các bạn là những người đồng giới, chuyển giới, ví dụ vậy. Hoặc là các bạn có một cái sự khác biệt nào đó trong cái cuộc sống, ví dụ như là khác biệt về tôn giáo, văn hóa, tín ngưỡng chẳng hạn. Và những cái khác biệt này nó khá là đối với các bạn có thể nó không vấn đề, nhưng mà có thể đó là vấn đề đối với những cái người khác hoặc là đối với xã hội. Đó cũng là một trong những lý do mà cái mối quan hệ này nó đang khó có thể kết nối lại được, bởi vì trước á mình cảm thấy các bạn chưa có đủ sức để các bạn có thể chịu được cái áp lực của xã hội, cũng như là các bạn chưa có đủ hiểu về bản thân mình để các bạn chấp nhận được cái sự thật về bản thân mình. Cho nên cái mối quan hệ này trong cái thời gian ngắn thì mình nghĩ câu trả lời là các bạn sẽ không có gặp lại. Tuy nhiên trên cái con đường mà các bạn phát triển sự nghiệp cũng như là phát triển cái hành trình cá nhân, cái con người cá nhân thì nó sẽ có khá là nhiều bước tiến mà mình nghĩ là nó tốt, rất là tốt với các bạn. Ở đây thì mình cũng thấy cái trả bài đã nói là các bạn đã có một khoảng thời gian rất là tốt đẹp với nhau, rất là giống như kiểu rất là hạnh phúc với nhau. Hãy trân trọng cái khoảng thời gian đó, hãy mỉm cười, hãy hạnh phúc về khoảng thời gian đó nó xảy ra. Và chúng ta đôi khi chỉ còn một cái khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy đó đã đủ để chúng ta in dấu ở trong lòng một người nào đó, hoặc là đã đủ để chúng ta có một cái bài học hoặc là một cái nhận thức nào đó nó phát triển hơn rất là nhiều. Ok, và đó là những gì mình thấy cho các bạn ở tụ bài thứ nhất. Mình hy vọng là mang được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Hẹn gặp lại các bạn vào trong những trải bài lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình nghĩ là trải này sẽ nhanh thôi. Giờ này làm nhiều trải dài quá rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn ở tụ bài thứ hai. Chào các bạn ở tụ bài thứ hai. Các bạn đã lựa chọn cái viên đá màu tím này. Mình sẽ để viên đá đây. Và cái câu hỏi ngày hôm nay đó là bạn và họ liệu có còn gặp lại nhau hay không? Chúng ta cùng xem nha. Cái tụ này gọi là các bạn có còn gặp nhau hay không á, thì thật ra mình thấy là có. Cái câu trả lời của cái tụ bài này là có, nhưng nhưng mà cái sự gặp nhau này mình không nghĩ nó sẽ nhanh. Nó là mình nghĩ nó nằm phải là có thể là sang năm mới, vào cái khoảng mình nghĩ là khoảng đâu chừng là mùa hè năm sau mới có thể là gặp được nhau, hoặc là có một cái sự kết nối lại. Nói chung khoảng thời gian chỉ là mang tính tương đối thôi. Tuy nhiên mình vẫn không cảm thấy là nó sẽ diễn ra nhanh, bởi vì ở đây các bạn có nhiều cái lá mà mình có cái cảm giác là nó là cái sự chờ đợi. Cái mối quan hệ này á, nó tạo cho mình một cái cảm giác khá là lạ. Ở đây á, thì các bạn thật sự hai bạn là những cái người mà có ý nghĩa trong cuộc đời của nhau. thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều người, và trong cuộc sống của chúng ta có người là nhân vật chính, có người là nhân vật phụ. Thì mình thấy cái người nhân vật này cũng là một trong những cái tuyến nhân vật phụ mà gọi là quan trọng. Chứ còn sau này thì anh ấy, cậu ấy, cô ấy có được nâng cấp lên thành nhân vật chính hay không á, thì đó còn là câu chuyện của tương lai. Nhưng mà mình thấy sau cái mối quan hệ này á, các bạn có những cái, ít nhất là về phía các bạn có những cái thúc đẩy về hành trình cá nhân rất là mạnh. Ví dụ như là cái mối quan hệ này nó giúp, nó kích hoạt một cái điều gì đó bên trong bản thân các bạn. Và cái việc này nó khiến cho các bạn có một cái sự nhìn nhận lại về cái con người, về cái cảm xúc của mình. Và mình thấy á, ở đây có một cái mối quan hệ này mình cảm thấy có một cái nhân vật có thể là trẻ con hơn cái người còn lại. Và cái người còn lại học một cái bài học về cái sự bao dung. Và cái sự bao dung đó của họ, họ đã biết được là họ bao dung ở một cái mức độ thôi. Có nghĩa là họ phải giữ được cái hàng rào của họ, họ phải giữ được những cái gì là chuẩn mực của họ. Cho nên mình thấy cái sự bao dung này ở đây á, nó cũng không phải hoàn toàn là cái sự gọi là dung túng. Nhưng mà cái mối quan hệ này nó mang quá nhiều cái màu sắc của một người chăm sóc, vỗ về một người còn lại. Giống như một người đóng vai là cha, là mẹ của một người đó, hoặc là anh chị lớn, nó mang cái màu sắc rất là mạnh. Và đây là một cái mối quan hệ á, mà có thể gọi là nó có nhiều cái sự thu hút về mặt vật lý. Giống như là các bạn hoặc là người kia, hai bạn trong mắt nhau á, có một cái hình tượng nào đó, hoặc là có một cái dáng vẻ nào đó các bạn rất là thích, hoặc là những cái lúc mà các bạn đụng chạm nhau, nắm tay, ôm á, nó có rất là nhiều cái cảm giác, nó rất là hòa hợp về cái phương diện về thể chất. Cho nên thành ra đó là một trong những cái điều rất là thu hút trong cái mối quan hệ này. Cho nên á, bởi vì những cái yếu tố đó, cho nên nhiều khi là có thể cái mối quan hệ này nó, một người cứ trẻ con, nhưng mà mình không có muốn thoát ra khỏi cái mối quan hệ này, bởi vì nó có nhiều cái quyến rũ. Và thật ra mặc dù như vậy á, mình vẫn thấy đây là một quan hệ là có tình cảm thật. Và hiện tại các bạn á, ít nhất á, là một người vẫn còn có tình cảm với người còn lại, nhưng mà mình vẫn nghiêng nhiều về hướng là cả hai bạn đâu đó vẫn còn tình cảm với người kia. Ở đây các bạn có một cái lá là tình yêu không có nghĩa là chúng ta phải ở gần nhau. Cho nên mình thấy ở đây có thể là các bạn không có những cái sự gặp mặt, những cái sự đụng chạm, những cái việc mà mình trò chuyện, nhưng mà các bạn ở trong lòng vẫn có giữ một góc dành cho đối phương. Và cái sự tồn tại của đối phương vẫn là một cái sự tồn tại rất là đặc biệt. Và bởi vì cái lá này cho nên mình có cái cảm giác là các bạn đang ở trong một cái hành trình tách ra, để chúng ta nhìn nhận rõ được cái vai trò của người kia trong cuộc sống, cũng như là những cái bài học mà mình cần phải học. Cho nên thành ra sau khi cái giai đoạn này tách ra rồi, mình cảm giác hai bạn sẽ có một cái sự quay lại. Bởi vì cái tình cảm ở đây là mình cảm thấy có, và nó còn rất là nhiều cái sức hút. Cho nên giống như hai hỏi 500 đó, mình nghĩ là đến cuối cùng hai bạn cũng sẽ hút về phía nhau. Nhưng mà mặc dù cái thời gian thì mình cảm thấy là nó không có được nhanh cho lắm. Và ở đây ha, thì mình có một cái cảm giác á, là các bạn ở trong cái trải bài này, các bạn có một lá giống như cái trải bài thứ nhất. Đó là hãy chú ý đến những cái dấu hiệu. Và cái việc các bạn tách ra này là không có cái gì sai cả. Cái việc các bạn tách ra này là hoàn toàn là phù hợp. Các bạn đã có đủ cái hành trình đi cùng với nhau rồi. Đây là cái hành trình các bạn tách riêng ra và có cái bài học cá nhân. Cái nhân vật trẻ con hơn cần phải học cái việc mà mình đứng lên, mình chịu trách nhiệm và mình trưởng thành hơn. Còn cái nhân vật mà bao dung hơn, các bạn còn phải có cái suy nghĩ về cái việc là cái giới hạn, cái mức độ, cái hàng rào để bạn bảo vệ chính bản thân mình. Ok, cho nên cái tụ này thì mình thấy câu trả lời cũng là rất là sáng sủa. Và có một cái cảm giác là cái nhân vật này với các bạn mình thấy rất là thu hút. Cho nên mình vẫn cảm nghĩ đây là một cái mối quan hệ nó đẹp, tốt. Nhưng mà có thể với cái xu hướng này thì một trong hai bên khá là có cái kiểu như đào hoa, hoặc là thích những cái gì mà nó mới mẻ. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm đi, các bạn để lại một cái dấu ấn rất là sâu sắc trong lòng của cái người này. Và đó là những gì mình thấy cho các bạn tụ thứ hai. Mình cảm ơn các bạn theo dõi trải bài. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài sau. Hy vọng mang đến được những cái thông tin có ích gì cho các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn ở tụ bài thứ ba. Xin chào các bạn, ở tụ bài thứ ba, các bạn đã lựa chọn cái viên đá màu hồng này. Mình sẽ để nó ở đây. Và câu hỏi ngày hôm nay đó là liệu bạn và họ có còn gặp lại nhau hay không? Chúng ta hãy cùng xem câu trả lời nha. Mình nghĩ rằng á, đối với trường hợp cái tụ này á, thì bạn với cái nhân vật này là có gặp lại. Mình nghĩ đây là một cái trường hợp mà có gặp lại. Tuy nhiên mình lại có cảm giác các bạn sẽ gặp lại với cái tư cách là có thể là bạn thân, trở thành bạn bè của nhau, hoặc là các bạn trở thành đồng đội, đồng nghiệp. Nói chung là các bạn sẽ có một cái sự gắn bó giống như là gia đình thân thiết. Chứ còn mà đi theo hướng tình cảm thì mình cảm thấy khả năng là không có. Ở đây á, mình thấy cái xu hướng thì nó có thể là hai chiều ha. Mình giả định một chiều thôi, nếu nó không phù hợp với các bạn thì các bạn có thể xoay chiều lại. Có một nhân vật có thể là cái họ đi, đối phương. Đây là một cái mối quan hệ mình thấy nó không có được cân bằng. Nó không có được cân bằng ở khía cạnh là một người trở thành cái nạn cho một người còn lại. Ở đây mình thấy á, là cái đối phương có thể là một người họ rất là giỏi khuyến khích động viên. Họ rất là giỏi búp tinh thần khác lên á. Ở họ có một cái cảm giác là họ luôn luôn cổ vũ các bạn, hoặc là họ luôn luôn cổ vũ những cái người xung quanh. Họ nói những cái từ ngữ yêu thương, họ nói những cái từ ngữ động viên khuyến khích, và họ nhìn vào cái mặt tích cực. Và chính những cái điều đó nó khiến cho cái sự thu hút của họ, nó sức hút của họ nó rất là lớn. Và bạn cũng là một trong những người bị thu hút bởi cái đặc tính đó, bởi cái tính tình đó của họ. Và hiện tại cho dù hai bạn cái mối quan hệ nó như thế nào đi chăng nữa, thì khi mà họ nhìn lại cái mối quan hệ này, họ vẫn cảm thấy là đây là một cái mối quan hệ mà họ không có thù ghét. Nhìn chung là không có sự thù ghét, và họ vẫn sẵn sàng cổ vũ động viên các bạn. Ví dụ có thể là hai người chia tay, nhưng mà khi mà bạn có một cái tin, họ nghe tin tức gì đó về bạn, ví dụ như nghe tin bạn lên chức, hay là thi đậu một kỳ thi nào đó, hay là có một cái đối tượng khác, thì họ vẫn kiểu là ồ, như vậy thì rất là tốt ha, như vậy là quá tốt, cô ấy giỏi mà, cho nên cô ấy, cậu ấy, anh ấy có thể là làm như vậy là chính xác rồi. Cho nên ở đây á, mình cảm thấy là có một cái sự tôn trọng, có một cái sự khuyến khích động viên rất là lớn. Nói chung năng lượng thì mình thấy ấm áp. Còn về phía bạn á, thì mình thấy là bạn có thể là một cái người mà bạn khuyết thiếu cái cảm giác an toàn. Cho nên bạn cần phải có một cái đối tượng họ cổ vũ động viên bạn. Hoặc cũng có thể là bạn chưa từng gặp một người nào đó sáng như vậy, và bản thân bạn bị thu hút vào những cái sáng đó. Và khi mà bạn mất cái mối quan hệ này á, bạn cảm thấy mình mất hết sức mạnh. Mọi thứ nó cạn kiệt. Bạn không thể cho bản thân bạn được cái cảm giác được khuyến khích, được động viên như cái cách mà người này đã cho bạn. Tuy nhiên mình vẫn phải nói là cái sự mà khuyến khích động viên của người này á, cái sự quan tâm của người này á, là cái bản tính của họ. Mình thấy là bạn không phải là trường hợp duy nhất mà có cái việc này xảy ra. Đây là cái bản tính của họ. Có thể đối với bạn là họ kiên nhẫn hơn một chút, họ quan tâm hơn một chút, họ chăm sóc hơn một chút. Nhưng mà nhìn chung cái người này bản chất của họ là quan tâm, là yêu thương, là động viên khuyến khích. Đó. Và khi mà cái người này rời bạn á, thì bạn sẽ không có cảm giác là tại sao lại rời tôi, tại sao lại bỏ rơi tôi, tại sao tôi lại là người bỏ rơi vậy, vũ trụ ghét tôi này nọ này nọ. Bạn có một cái tâm lý nạn nhân. Nhưng mà thật ra cái tâm lý nạn nhân này nó bắt nguồn từ một cái nhận định, đó là mình phải có được cái nguồn cổ vũ động viên đó. Cái nguồn đáng lẽ mình cần cái nguồn cổ vũ động viên đó, tại sao người khác lại cướp cái đường đó ra khỏi mình. Tuy nhiên cái điều này á, mình thấy là nó không có chính xác, bởi vì á, nó là một cái nguồn lực bên ngoài và bạn không thể ép buộc cái điều đó được. Nó bắt nguồn từ cái vấn đề là bạn không cho bản thân mình đủ cái sự động viên, cái sự quan tâm, cái sự khuyến khích để mà bạn có thể sống một cách độc lập. Giống như kiểu cái ly nước nó đã đầy rồi, bây giờ có đổ thêm một chút nước nữa vô thì cũng được, nhưng mà nếu mà một chút nước đổ vô đó không xuất hiện thì cũng chả sao cả, mình vẫn vẹn toàn, mình vẫn đầy đủ. Bạn chưa phải là một chỗ dựa vững chắc cho chính bản thân mình. Cho nên thành ra khi mà cái mối quan hệ này mất đi á, bạn sẽ lập tức trở nên cảm thấy là mình bị xã hội, bạn bè, gia đình, người yêu hoặc là cả vũ trụ này ruồng bỏ. Bạn sẽ cảm thấy người đó là sai, bởi vì bạn cần cái điều này trong cuộc sống, tại sao người đó lại nhẫn tâm cướp ra khỏi cái điều này khỏi bạn. Và ở đây mình thấy bạn với người này có thể gặp nhau trong một cái tình huống là ví dụ hai bạn có một cuộc hội họp chung, một cái nhóm bạn bè nào đó chung, hoặc là hai bạn có một cái chuyến đi chơi nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau. Và cái việc gặp lại của hai bạn á, mình cảm thấy nó mang nhiều cái tính định mệnh, có nghĩa là khả năng gặp lại mình thấy khá là cao, lên tới chắc là phải 80%. Tuy nhiên ở đây nói á, các bạn hãy có cái niềm tin vào chính bản thân các bạn, niềm tin vào chính cái con người, cái trái tim của các bạn, và các bạn sẽ gặp một cái đối tượng nào đó tốt hơn, phù hợp hơn. Khi mà các bạn hoàn toàn là trở nên vững chắc với chính bản thân mình, các bạn sẽ gặp một cái đối tượng họ phù hợp hơn với các bạn. cái người này mình cảm thấy chỉ đến để dạy cho các bạn cái bài học này thôi, và họ sẽ không có đóng vai trò là ở lại làm cái người yêu cuối cùng đi bên cạnh bạn suốt đời. Nếu mà nguồn năng lượng của hai người vẫn cứ tiếp tục giữ như thế này thì bạn cảm thấy không. Cho nên ở đây mình thấy có những cái điều tốt đẹp nó chờ các bạn, và tất cả mọi cái sự thất vọng, mọi cái sự đổ vỡ nó chỉ là để sẵn sàng cho một cái điều gì đó nó tốt đẹp hơn, chỉ là một cái sự tập dược để cho các bạn có cái sự cải thiện bản thân và các bạn gặp được một cái gì đó tốt đẹp hơn. Cho nên tóm lại câu trả lời cho tụ này là hai bạn sẽ gặp lại nhau. Tình huống thì mình đã có đề cập, và hai bạn sẽ gặp lại và mình nghĩ là khả năng là trở thành bạn bè của nhau. Đó là những gì mình nhìn thấy cho các bạn tụ bài thứ ba. Mình hy vọng mang được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với các bạn ở tụ bài thứ tư. Cũng phải lâu lắm rồi mình mới lại có một cái trải bài ngắn vậy. Ok. Chào các bạn ở tụ bài thứ tư. Các bạn đã lựa chọn cái viên đá màu xanh này, mình sẽ để nó ở đây. Và câu hỏi ngày hôm nay đó là liệu bạn và họ có còn gặp lại nhau hay không. Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện của hai bạn nha. Cái câu trả lời của cái tụ này thì mình lại có một cái cảm giác 50-50. Nó không rõ ràng. Và cái tụ này á, mình cảm thấy là bạn có một cái liên hệ nào đó với các bạn ở tụ bài thứ ba. Có thể hai bạn là hai cái mặt đối lập. Hai bạn là hai cái góc nhìn của cùng một câu chuyện. Vậy ở đây mình thấy ha, trong cái trường hợp này á, là lại có một người dành nhiều cái tình cảm, giống như kiểu tình cảm dịu dàng, êm dịu, những cái gọi là cái sự dễ chịu thoải mái á, và một người lại cố gắng bám vào, cố gắng trụ vào cái tình cảm đó. Tuy nhiên có một cái điểm khác biệt ở đây á, là mình thấy là về phía hai bạn á, ở tụ bài của hai bạn thì thấy rất là rõ là hai bạn là có cái, mình cảm giác là có cái tình cảm với nhau. Hai bạn chắc chắn là tri kỷ của nhau rồi. Và những cái tụ nãy giờ mình trải là những cái người mà có những cái ảnh hưởng rất là lớn đến cái cuộc sống của mỗi người, của các bạn. Thì ở đây mình thấy thứ nhất là cái tụ này á, là có một cái việc đó nó đã xảy ra trong cái tụ này, và cái việc đó nó khiến cho một trong hai bạn nghĩ rằng cái mối quan hệ này nó hết hy vọng rồi. Có thể là một cái sự phản bội, nhưng mà trong cái trường hợp này mình lại cảm thấy cái người phản bội á, lại là người cảm thấy là bản thân không xứng đáng được tha thứ, bản thân không có xứng đáng được làm lại. Mặc dù có thể là bạn kiểu như là ok, muốn làm lại cũng được, cũng không sao hết, đơn giản, nhưng mà họ lại không chịu cái điều đó, không đồng ý cái điều đó. Và cũng có một cái trường hợp khác mình thấy ở đây, đó là cái đối tượng họ này, là một người rất là cái trải bài này thì có thể là hai chiều ha, mình chỉ ví một chiều cho dễ nói thôi. Cái nhân vật họ là một người rất là kiểm soát, họ lúc nào cũng cố gắng là quản những cái chuyện mà các bạn làm, họ là biết các bạn đi đâu, ở đâu, mặc dù đúng là họ yêu các bạn và họ có những cái cố gắng nỗ lực để mối quan hệ này nó tiếp tục, nó phát triển. Tuy nhiên là cái sự quản lý của họ, cái suy nghĩ của họ nó khiến cho các bạn rất là bực bội. Trong khi đó các bạn lại là một người mà kiểu như là các bạn rất là chân thành đó, rất là dịu dàng và nhẫn nhịn trong cái chuyện tình cảm. Các bạn suy nghĩ là không sao, mình nhường chút cũng được, và các bạn lùi dần. Thì mình thấy các bạn rất là có cái sự kiên nhẫn với người này, tuy nhiên cái sự kiên nhẫn nó đến giới hạn. Cho nên có thể là các bạn có một cái hành động là các bạn chia tay với cái đối phương này. Mặc dù có thể lúc đó, giây phút đó cái tình cảm ở bên trong các bạn còn. Cái tình cảm ở bên trong các bạn nó vẫn như vậy, chỉ là các bạn không thể chấp nhận được cái lối sống như thế. Các bạn ra đi với cái tư thế là mình vẫn giữ cái tình cảm với cái người này, tuy nhiên mình yêu bản thân mình hơn để mà mình chọn cho bản thân mình một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Ở đây với những cái lá này thì mình thấy là cái sự thay đổi nó có thể diễn ra trong mối quan hệ này, nó bắt nguồn từ cái người đó. Nếu cái đối phương các bạn nhân vật họ ở đây á, họ cảm thấy bạn quan trọng hơn. Họ cảm thấy là cái sự mất mát bạn nó đau đớn, nó đau đớn quá, nó khiến cho họ có động lực để họ thay đổi, nó khiến cho họ có động lực để họ cải thiện bản thân mình. Thì cái mối quan hệ này mình nghĩ là nó có thể có những cái vấn đề, những cái phát triển về tương lai. Mặc dù hiện tại bây giờ thì mình nhận thấy là 50-50 và mình hơi nghiêng nhiều một chút về cái khía cạnh là hai bạn sẽ còn gặp lại nhau. Ở đây mối quan hệ này á, thì mình thật sự mình thấy á, các bạn đã làm rất là tốt cái phần việc của mình. Các bạn đã có những cái sự cố gắng dung đắp, xây dựng, trân trọng cái mối quan hệ. Tuy nhiên các bạn làm hết phần việc của mình rồi nhưng mà người kia không chịu làm, người kia không chịu phát triển. Vậy thì cái câu chuyện tiếp theo á, là bạn phát triển chính mình. Còn cái nhân vật kia á, nếu mà họ không phát triển, họ sẽ chấp nhận đối diện với cái việc họ mất. Nếu mà họ không thay đổi, không phát triển thì cái việc mà họ không còn phù hợp với bạn nữa là chuyện hiển nhiên. Cho nên trong cái trải bài này á, mình thấy là cái sự gặp lại này nó nằm rất là nhiều ở cái khía cạnh là cái sự cải thiện của cái nhân vật mà có cái sự kiểm soát, có cái sự gia trưởng hả, đại khái kiểm soát, gia trưởng, độc đoán nhiều hơn. Và đó không phải là cái phần việc mà các bạn cần phải làm. Cho nên các bạn cứ tập trung vào cái cuộc sống của mình thôi. Và thật ra mình thấy á, các bạn dừng lại là vẫn còn kịp á. Có nghĩa ở đây là các bạn đã dừng lại đúng lúc đó. Chứ mình luôn có cảm giác là nếu các bạn cố gắng tiếp một chút nữa thì cái chuyện này nó sẽ phá hủy luôn cả cái tình cảm rất là chân thành. Cái tình cảm nó còn sót lại dành cho cái người này nó cũng sẽ bị phá hủy. Chứ không phải như bây giờ các bạn dù rồi đi nhưng mà vẫn mang một cái tình cảm nó chân thành, vẫn là một cái sự lo lắng cho người này, chỉ là chúng ta không có cùng cái lối sống và bạn không chấp nhận cái kiểu quan tâm, cái kiểu yêu của cái người này nữa. Và đó là những gì mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tụ bài thứ tư. Mình hy vọng là mang được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Tạm biệt.